COVID-19 đe dọa tồn vong liên minh NATO Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, một số người bị nhiễm và người tử vong tăng lên không ngừng ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO buộc phải hủy bỏ hoặc giảm đến mức tối thiểu quy mô của hầu hết các cuộc huấn luyện chiến đấu ở cấp quốc gia và quốc tế. Vào mùa xuân thông thường là thời điểm diễn ra các cuộc tập trận ở NATO, trong tháng 4 và tháng 5, khoảng 25 cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trên lãnh thổ các nước châu Âu, Tuy nhiên hiện tại hầu hết trong số chúng đã bị hủy bỏ và số lượng binh sĩ tham gia trong các cuộc tập trận còn lại đã giảm đáng kể. Cuộc tập trận lớn nhất quy mô nhất là cuộc tập trận Defend Europe 2020. Tuy nhiên hiện nay cuộc tập trận này đã tạm ngừng và số lượng người tham gia đã giảm hơn 5 lần so với kế hoạch ban đầu do dịch COVID-19. Trước đó, ngày 15 tháng 4, đã diễn ra hội nghị trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng, bộ quốc phòng và các quốc gia thành viên. Trong đó, một trong những vấn đề chính được thảo luận là khả năng của liên minh trong việc đảm bảo an ninh trong giai đoạn khó khăn này. Ngày 16 tháng 4, tư lệnh tối cao của lực lượng quân đội NATO, tướng Tus Winters, đã tổ chức một cuộc họp báo thông báo kết quả của cuộc họp trực tuyến. Ông tuyên bố trong đại dịch liên minh đã tập trung vào việc đảm bảo các nhiệm vụ đang diễn ra để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng như bảo vệ không phận Baltic, sự hiện diện của các nhóm lực lượng đa quốc gia ở sườn phía đông NATO và các nhóm khác. Đồng thời ông cũng cho biết Nga chính là mối đe dọa chính của NATO trong lĩnh vực quân sự. Ngoài ra, một phần của quân đội các quốc gia NATO cũng đang tham gia tích cực vào công tác chống lại sự lây lan của virus corona. Ví dụ ở Ba Lan và Tây Ban Nha, hàng ngày có khoảng 10.000 binh sĩ tích cực tham gia vào việc cung cấp thiết bị y tế, tăng cường kiểm soát biên giới và bảo vệ trật tự công cộng. Liên minh cũng xác định ưu tiên việc chống dịch, việc tiến hành các cuộc tập trận chỉ là thứ yếu. Đối với cuộc tập trận Defenero 2020, số lượng người tham gia là khoảng 6.000 người, tập trung chủ yếu ở trường bắn Rava Pomeranian ở Ba Lan. Liên quan đến cuộc tập trận trong những tháng gần đây, vị tướng cho biết rằng quy mô của các cuộc tập trận sẽ giảm xuống mức tối thiểu, một số cuộc tập trận có thể bị hủy bỏ. Ví dụ cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm của các lực lượng hải quân ở biển Baltic, Baltops, dự kiến diễn ra vào tháng 6 sẽ bị giảm quy mô hoặc hủy bỏ. Rõ ràng đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động của NATO, một tổ chức chính trị quân sự hùng mạnh nhất hóa ra lại dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa liên quan đến sự lây lan nhanh chóng của virus corona tuy nhiên đối với các công dân châu âu họ hiểu rằng mối đe dọa thực sự đối với an ninh của họ không phải xuất phát từ nga và trung quốc mà là các bệnh thông thường và hậu quả kinh tế mà họ phải gánh chịu và người đầu tiên giúp đỡ họ lại là nga và trung quốc có thể sau khi đại dịch kết thúc các chính trị gia phương tây sẽ không dễ dàng giải thích cho các cử tri của họ về sự cần thiết và tiếp tục tồn tại liên minh nato và sự gia tăng ngân sách quân sự hàng năm cho liên minh này